Ok, và hello, xin chào bạn đã trở lại với channel mình là Sầu Green TV đẹp trai 12 cá tính. Ok, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu với một video Minecraft nữa. Và nếu các bạn yêu thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một nút like, share, subscribe. Và đừng quên là qua đăng ký các thành viên của Sinh Tấu Team luôn nha. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều, rất là nhiều. Ok, hôm nay bạn thấy mình đứng ở một cái khung cảnh rất là lạ không? Trời ơi, ở một cái nơi rất là lạ luôn, rất là quang vắng, không có một bóng người. Nhưng tại sao tôi lại đứng ở đây? Thì có lý do hết trơn á nghe mấy bạn ơi. Trời ơi, đó nè. Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3, bạn nào biết thì nhớ comment nha. Ok, 1, 2, 2, rưỡi và 3. Ok, bạn nào đã trả lời đúng thì coi nè. Đây chính là... Trời ơi, đây là một con rồng băng, một con rồng mà tôi phát hiện trong một cái hang động rất là bình thường luôn, hang động gì nè. Tôi phát hiện con rồng nó hiện khô các bạn ơi. Trời ơi nè, trời ơi, nó dễ thương cho trời ơi, cái miệng nó cái trời ơi trời. Nhưng mà tại vì nó không có kiểu là nó không có biết nói chuyện nên tôi không biết nó đang cận gì. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi sẽ về làng Sinh Tố, tôi nói với những thành viên của làng Sinh Tố á. Tôi kêu là qua đây á, đem con rồng về nuôi ha. Trời ơi, tao nói sướng rần chết con rồng gì đâu, dễ thương cu mê phô mê que. Bạn nào thấy vậy thì nhớ like cho mình nha. Ok, đi về làng hả bạn ơi. Trời ơi, phát hiện cái này phải rủ chị bà Nabi nè. Chắc chắn bà Nabi thuộc dạng là tìm con gái á, gọi nên gọi là sẽ rất là mê mấy cái này luôn nha mấy bạn. Ok, để kêu bà coi. Chị Nabi ơi, Nabi ơi, Nabi ơi, đâu rồi? Hello. Ôi trời. Ê, có biết gõ cửa không? Ok, từ từ làm lại. Từ từ làm lại nha. Có ai ở nhà không? Mở cửa đi. Trời ơi, xin. Ôi, cái gì? Ê da. Trời ơi, trời, chị quýnh mà lắc máy luôn á, trời ơi, để bắt đền chị nha. Ôi, bỏ đi. Làm ơn, gõ cửa. Ok, gõ cửa, ok. Thôi bây giờ chị ơi, em có một cái vấn đề này muốn bàn với chị đây. Vấn đề gì? Chị có muốn nuôi rồng không? Chị mày chưa nuôi thân chị mày xong nữa. Trời ơi, con rồng này nó dễ thương dữ lắm. Bắt nó về nuôi. Thiệt không? Thiệt. Dễ thương thì ta còn suy nghĩ lại. Đúng rồi, cái thương như em vậy nè. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời luôn á má. Thôi đi bà ơi, nó để nó đi cũng mất được. Tôi. Cũng được đâu. Ok. Đi theo em. Ôi đây nè chị ơi. Trời ơi, tới rồi. Đây nè. Cơm ơi. Rồi nè đó. Con rồng đó hả? Đúng rồi, dễ thương cu te phô mai que chua. Ra đâu để nó nhìn kỹ coi. Wow, quá trời xịn luôn, đúng không? Trời. Rồi mắt xanh kìa, trời ơi, mỏ nhưng trắng. Ơi trong kia tại xương người không nhỏ vậy. Trời ơi, cái này xương người ngứa, người ta gọi là người ta lâu năm người ta vô đây á. Chị làm gì vậy? Ủa chị làm gì mắt giáp vậy? Con rồng này thấy ghê quá. Con rồng này thấy ghê lắm. Chị bị điên hả? Đi đi ra đi. Trời ơi bé rồng. Thôi chị mày không chơi đâu, đi về á. Trời ơi bé rồng, trời ơi. Trời ơi, rồng ơi là rồng. Trời ơi, mày bỏ anh mày đi rồi. Trời ơi, sao mà dễ chết vậy. Trời ơi, bà Nabi đáng ghét thiệt chứ mấy bạn ơi. Không ai làm gì bả luôn, bả cũng đánh chết con rồng người ta. Trời ơi, con rồng cu te dễ thương vậy mà bả dám gọi là bỏ rơi, đánh rơi nó một cách tàn nhẫn như trời ơi, tội nghiệp nó quá. Bây giờ nó phanh thay, nó chết queo luôn rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Sao bây giờ ta? À, ok, vì cái sự độc ác của bà Nabi thì bây giờ mình gọi là mình sẽ gọi là sao ta? Mình sẽ làm gì vậy? À mình nhớ rồi, mình sẽ cho anh bả, mình sẽ biến thành một con rồng, nhưng mà con rồng y chang như luôn. Thì mình sẽ giả biến đổi skin nó, rồi xong mình giả thành con rồng nó để gọi là mình vô làng Sinh Tố, mình cho nguyên cái làng này với lại cái nhà của bả, nhất là cái nhà bả bị dính vô cái đống băng nha, tại vì con này con rồng băng mà. Ok, bây giờ sự ác độc của bả sẽ bị trừng trị. Ok, mình sẽ đi về nhà của mình thôi. Let's go. Ok, bây giờ mình đang đi về làng đó bạn ơi. Trời ơi, ngồi thấy thanh thản dữ ta. Trời ơi, ta nói mà làm chuyện ác nhưng mà bây giờ vẫn ngồi thản nhiên như không có gì. Ok bây giờ mình đang đi lại một cái khu gọi là đất trống này nè. Đó, khu này là ngon lành đúng không mấy bạn? Ok, bây giờ mình sẽ gọi là làm một cái này nè, cái gọi là cái rất là đẹp đẽ này luôn. Ok, bây giờ mình sẽ biến thành con rồng nha. Ok, 1 2 3. Holy shit, bây giờ mình đã biến thành một con rồng rồi nè mấy bạn ơi. Nhưng mà con rồng này còn hơi phế. Con rồng này nè, nhìn nè,
mình không thấy được cái mặt của nó tại vì nó quá trời bự luôn, nó quá trời bự luôn. Kìa trời ơi má ơi, con rồng này không biết bay, con rồng đi bộ mấy má ơi. Con rồng đi bộ đó, rồng đang nghỉ cánh nè. Trời ơi, không được không được không được. Nhưng mà bây giờ mình phải trở lại người bình thường cái nè. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình đã trở lại người bình thường rồi, nhưng bây giờ mình phải gọi là chế tạo một cái này để mình sẽ gọi là đem thêm những cái vũ khí mà đem thêm cái vũ khí mà gọi là phụ kiện để có thể là cho anh bán nha. Ok, đợi mình chút xíu nha mấy bạn. 6.5 hours later. Ok bạn ơi, các bạn thấy trên tay mình đang có cái gì không? Hai cái cây gậy này nè. Đây là hai cái gậy mình mới chế ra đó. Hai cây gậy này hơi bị vip rồ luôn nha. Ok, hãy coi đây. Bây giờ là cây màu này nè. Blasibor. Đó, đang băng liền. Đó, bây giờ tới cây này nha. Blasibum. Trời ơi, tiếc nghe. Trời ơi, ta nói vừa băng vừa tiếc, lạnh cống luôn. Thấy không, bây giờ để có thể biến thành một con rồng mà mạnh mẽ, mà con gành còng băng mà mạnh mẽ, thì mình sẽ gọi là, mình sẽ phải gọi là cầm hai cái gậy này theo nó, mình mới cho được bà Nabi chứ. Không sao, không thôi sao cho được. Ok, bây giờ mình phải xin các bạn gieo bóng một cái nè. Đó, gieo bóng một cái này để bay vòng vòng đó. Rồng này bay là được, ok luôn. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là biến thành con rồng nha. 1, 2, 3. Trời ơi, con rồng này, bây giờ con rồng này hơi bị to nghe mấy bạn. Ôi, bây giờ mấy con quỷ gọi là con quỷ dê, con quỷ cù nè, láo cá hả mày, cho mày đóng băng chết, cho mày đóng băng chết luôn, cho mày đóng băng cái gì, cái gì, mày đóng băng đi mày. Đó, trời, sao qua bắn đóng băng nãy giờ mà không trúng thằng nào hết trơn. Ê mày, trời trời, ủa tính ra nãy giờ tôi cho nó đóng băng mà nó không đóng băng luôn á. Ê, đậu bọng mày sống dai thiệt. Ok thôi, bây giờ mình sẽ chỉ trừng trị những người ác thôi. Đó, bây giờ mình đang bay vô làng sinh tố đây mấy bạn ơi. Đó, ghê chưa. Trời ơi, bây giờ mình đang gọi là né cái nhà mình ra đi. Mình sẽ không trừng trị những người mà như mình đâu, tại vì mình quá trời tốt bụng mà. Có bà Nabi nè, bây giờ từ từ trên nóc nhà của bà thì mình sẽ gọi là cho bà gọi là một cái ngôi, mấy cái mái nhà bị đóng băng ha. Ok. Đó. À. À. Trời ơi, cái tiếng gì vậy? Ôi, con rồng đâu ra vậy? Ủa, tiếng bắt đầu vậy? À. Thì ra đứng đợi, đứng chờ chết sẵn luôn kìa. Hello. Nhà tao. Trời. Đó. Mày khùng á. Trời, sợ ta chưa. Mày khùng á. Mày điên á. Mày điên. Đó. mình đang đúng mà. Đó. Đó. Đó, đó, kẹt băng chết liền. Trời ơi, hay trời, trời. Trời ơi. Cái gì? Bây giờ cái gì? Quýnh lộn à? Nhà muốn quýnh lộn gì? Vậy mày lộn với ta. Ờ, để tôi cho nguyên cái nhà này. Nguyên nhà nó tan ra nè, nó tan thành nước ra đó, thấy không? Đó, con rồng đó. Trời ơi. Đó, trời ơi, xịn chứ mấy bạn ơi. Biến cho thành nguyên con rồng cho bá lửa luôn. Ôi. Tao mày đóng băng nhà tao. Trời ơi, có gì đâu rồi, đóng băng thôi mà còn làm gì đâu nè. Bây giờ cho tiết nè. Đó, tiết rơi, tiết rơi. Đó, trời ơi, đó, nhà mày bây giờ nó thành như là một cái. Mày khùng hả? Đó. Sướng chưa, mày sướng chưa. Đứng lại không? Nè, đứng đi bắt mày đi. Không có phá, mày không được phá nhà tao. Quýnh đi nè. Nè, nè, nhai đầu bà luôn nè. Nhai bà quá nè. Chết, bị kẹt rồi. Ôi đâu, ôi mày quá, ôi mày quá. Ok, bây giờ mình phải gọi là biến thành sầu riêng qua chọc bả mày rồi. Ok, đợi xíu. Ok, biến lại bình thường. Ok bạn ơi, trời ơi, biến con rồng cho anh bá mà bá kìa. Cái nhạc, trời ơi. Ok, bây giờ phải gọi là cho anh bá mày được. Kìa, đứng trên cây làm gì vậy, đứng trên cây làm gì vậy trời. Hello. Ủa, nhà chị bị gì vậy chị? Ê. Hả, gì vậy? Con rồng hồi nãy xuất hiện đây là của em đúng không? Gì của em bà nội, nãy bà nội giết nó rồi mà bà nội nói gì bà nội? Không hề, hồi nãy chị mới thấy thêm một con rồng nữa. Em nói rồi, vậy là chị bị tổ rồng quật rồi đó. Không phải em. Tự nhiên không phải em, ở đâu ra con rồng ở trong cái làng thị trấn. Ai biết đâu, thôi anh từ nhà của chị bị gì mà đóng băng dữ vậy? Nhà ta đóng băng hết rồi. Trời ơi. Ôi la dữ vậy trời. Ôi nhà mà cái ôi da. Bắt nền. Du duyên. Du duyên thiệt chứ. Rồi, ủa chị Nabi ơi, tao biết rồi. Chị Nabi ơi, không phải em, con rồng nó mới nhả cục nước miếng nó vô đây nữa đó. Rồi, thằng sầu riêng. Vậy mày giải thích cho.
chết rồi, chết rồi, mất biển rồi. Ok thôi thôi, lỡ rồi cho bà ở trong nhà bắn luôn đi. Đó 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 đó, ác độc vậy, ác độc với người ta, bây giờ bị người ta ác độc lên. Trời ơi, thấy không mấy bạn ơi, các bạn phải gọi là đối xử tốt với người ta nghe, chứ đừng gọi là thấy cái gì mà xấu xí, các bạn đừng gọi là đối xử ác quá để coi như bị nghiệp quật như bà Nabi. Ok thì nãy giờ coi như là mình gọi là trả thù cho con bé rồng của mình cũng ok rồi. Thì ok, thì nếu các bạn yêu thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình nút like, share, subscribe và đừng quên là nhấn vào chuông để ủng hộ channel của mình nha. Và cảm ơn bạn đã xem video này và bye bye. See ya.